Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 21 tháng 6, ông Đinh Trọng Lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Iali, huyện Sa Thầy, cho biết địa phương đang khẩn trương giúp dân tiêu thụ hàng chục tấn cá chết trên hồ thủy điện Iali. Theo ông Lịch, ngày 20 tháng 6, các hộ dân nuôi cá lồng trên lòng hồ trình báo hàng chục tấn cá trong lồng bất ngờ nổi chết trắng hàng loạt. Tính tới hôm nay có khoảng 25 tấn cá lăng của 4 hộ nuôi lồng trong hồ bị chết, với giá trị ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trong đó, hộ ông Võ Đình Sơn có 4 lồng cá khoảng 5,5 tấn chết sạch, hộ bà Vũ Thị Nguyệt có 4 lồng với 12 tấn cá cũng chết toàn bộ. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Iali đang phối hợp cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra tình hình, đánh giá sơ bộ thiệt hại. Đồng thời, khẩn trương huy động các lực lượng, cán bộ, công chức và nhân dân hỗ trợ các hộ dân vớt cá, vận chuyển đi bán lẻ để giảm bớt thiệt hại. Đến nay đã hỗ trợ 3 chuyến xe vận chuyển cá đi tiêu thụ với số lượng khoảng 5 tấn. Số còn lại các hộ đang bảo quản chờ tiêu thụ. Với số cá không thu kịp, bị ươn được bán để ủ phân cá. Lãnh đạo huyện đã đến động viên, thăm hỏi các hộ dân, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã phối hợp các cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình. Sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum đã đến lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân cá chết.